Ôi họ đi chơi Giáng sinh đông vô cùng luôn đấy các bạn ơi, họ xếp hàng luôn á, xếp hàng để vô chụp hình vô quay. Hộp quà dễ thương quá à. Quá dễ thương luôn á. Hộp quà này cũng dễ thương này. Ủa sao mà vừa còn nó chắc là trong đó có nhiều quà hay sao bà? Nó nặng vậy trời. Hay là ông già nó cũng ném nặng quá bà. Hả? Bà tới tới đó mình đào thử xem là trong cái hộp quà này có cái gì mà cho nó nặng nó chìm ở dưới. Ôi dễ thương quá đi ha. Này coi này. Chắc chắn là ở dưới đấy sẽ có quà ở dưới thì nó nặng vậy nó chìm ở dưới. Ôi tuyệt vời luôn đấy bà ơi. Dễ thương không? Hả? Tay bắt đầu cống rồi. Tay bắt đầu lạnh ngắt rồi, từ từ để mẹ. Mẹ phải đá cái bông sang chứ chồng. Đây là góc độ khác của hộp quà này. Hộp quà này chứa được rất nhiều người luôn. Chắc ông già Noel ông trốn trên kia sao. Ôi họ đi chơi đông thế. Cá sấu này có một em bé ngồi trên lưng cá sấu này. Con cá sấu nằm trên bãi cỏ. Bây giờ mới phát hiện ra tới góc quầy này phát hiện ra kia có một chú cá sấu nằm ở kia. Nhìn nó giống cái gì?
con đường dài chưa? Con đường huyền thoại. Ồ, dễ thương lắm.